Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta lại gặp lại nhau. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn tìm hiểu về bộ sao Liêm Trinh Thiên Phủ. Thì ở trong cái series tìm hiểu về một cái bộ sao kép về sao Liêm Trinh và sao Thiên Phủ của tôi. Thì hy vọng là sau bài này, quý vị và các bạn sẽ nhận biết được thêm những thứ liên quan đến bộ Liêm Trinh Thiên Phủ nhá. Thì không nói dông dài nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tìm hiểu bộ Liêm Trinh và bộ Thiên Phủ. Đầu tiên, bộ Liêm Trinh Thiên Phủ chỉ xuất hiện ở hai cung Thìn Tuất và được nhận xét là một bộ cách khá là đẹp, vì trong bộ cách đó xuất hiện sao Thiên Phủ là một những trong những chủ tinh và trong những cái phúc tinh rất là tuyệt vời. Bản thân Liêm Trinh thì hành hỏa, Thiên Phủ thì hành thổ, thế cho nên hỏa thì nó sinh thổ, thì ngay trong cái bộ sao này đã nó đã có sự tương sinh, thì đây nó đã là tín hiệu đầu tiên của một sự tốt đẹp rồi. Nhưng nếu tính trong bộ Liêm Trinh thì Liêm Trinh Thiên Phủ là đại thượng cách tốt nhất trong các bộ Liêm Sát, Liêm Phá, Liêm Tướng, thì Liêm Phủ là tốt nhất. Nhưng tính về các cái bộ mà đi cùng sao Thiên Phủ thì Liêm Trinh Thiên Phủ là một bộ thứ cách thôi, nó vẫn sẽ thua bộ Tử Phủ, bộ Vũ Phủ và bộ của Tử Phủ, Vũ Phủ và bộ Thiên Phủ của đứng một mình, thì Liêm Trinh Thiên Phủ nó vẫn kém hơn. Thế nhưng mà không sao, đây cũng là một trong những cái cách rất là tốt rồi nhá. Thì Liêm Trinh Thiên Phủ chỉ đồng cung tại hai cung Thìn Tuất. Thì khi nó chỉ đồng cung tại hai cung Thìn Tuất, chúng ta sẽ chia làm hai trường hợp xảy ra. Nếu mà mệnh lập tại Thìn thì là một cách số không hay, vì tử vi nó bị cư Tý. Thì tử vi nó là hành thổ mà cung Tý là cung thủy. Thế thổ với thủy thì nó không tốt, mà tử vi cư Tý thì nó bị bình hòa. Bộ sát phá tham nó sẽ về nơi hãm địa nếu bộ Liêm Trinh Thiên Phủ. Thì sát phá tham thì luôn là hãm địa rồi, nhưng mà bộ sát phá tham ở lần này thì hãm địa nó có vẻ hơi xấu. Và bộ thái âm thái dương cũng bị hãm địa luôn. Bộ cơ cự đồng cũng hãm địa. Vậy thì cho nên nếu tính về chính tinh thì gần như tất cả các sao đều hãm địa. Vậy thì bộ lập mệnh lập tại Thìn trong bộ cách Liêm Trinh Thiên Phủ là một cách số không hay. Còn nếu mệnh lập tại Tuất thì sao? Mệnh lập tại Tuất thì bộ thái âm thái dương thì đầu tiên là miếu vượng. Tử vi miếu vượng tại Ngọ rất là cực kỳ đẹp. Thiên cơ cũng vượng địa tại Tý. Thì nếu mà chúng ta chỉ tính về chính tinh, xét những thứ tổng quan nhất, thì đây là tín hiệu đầu tiên của một lá số. Thì chúng ta có thể nhận xét ngay được rằng nếu mà cung mệnh của bộ sao Liêm Trinh Thiên Phủ thì cung Tuất sẽ tốt hơn cung Thìn. Vì chúng ta chỉ cần xem về chính tinh thôi, nhất là tại cung Tuất thì tử vi cư Ngọ. Nó là một cái sao cứu ra cực kỳ mạnh, và khi nó về đúng đất Ngọ của nó, tử vi về đúng ngay thì cực kỳ đẹp. Thì đầu tiên, cái tín hiệu đầu tiên là xin chúc mừng những bạn nào có mệnh cách Liêm Trinh Thiên Phủ nhưng mà về mệnh lập tại Tuất thì rất đẹp nhá. Chúng ta sẽ đi vào cách cục một chút. Cách cục mệnh tài quan của bộ Liêm Trinh Thiên Phủ thì nó là sự giao hội giữa hai bộ sao rất rất mạnh là Tử Vũ Liêm và Phủ Tướng, thì tạo thành cách Tử Phủ Vũ Tướng Liêm. Đây là một cách cực kỳ hay. Bộ Phúc Phối Di sẽ có tam hợp sát phá tham, bộ Phụ Mẫu Nô Bộc và Tử Tức sẽ có bộ Âm Dương Thiên Lương, còn bộ Tật Ách cung huynh đệ và cung Điền Trạch sẽ có bộ Cơ Cự Đồng. Thì đây là những cái cách cục tổng quan nhất về bộ Liêm Trinh Thiên Phủ. Thì khi chúng ta chia những cái cách cục như thế này thì các bạn hoàn toàn các bạn có thể học, nếu khi các bạn đã học những cái bộ cơ bản sát phá tham rồi Âm Dương Lương Cơ Cự Đồng Tử Vũ Liêm Phủ Tướng, thì các bạn hoàn toàn có thể luận đoán được, rất đơn giản, không có vấn đề gì. Chúng ta cứ ghép những cái mảnh ghép nhỏ vào nhau trước sẽ hình thành một cái lớn. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ đi vào những cái nhận xét chung. Trong tam hợp mệnh tài quan của bộ Liêm Phủ này thì là tổ hợp của bộ Tử Phủ Vũ Tướng Liêm. Thì tại vị trí này thì có một cách giáp khôi việt rất là hay. Cách giáp khôi việt, nếu mà bộ Liêm Phủ có cách giáp khôi việt cũng là đại thượng cách. Thì những có một câu phú là giáp khôi việt, giáp phượng long, chỉ cần một giáp cũng ung dung tuyệt vời. Hay là một câu phú là giáp khôi, giáp việt, thiểu nhân chi. Thiểu nhân chi này cũng không phải là người mà ít hiểu biết. Cái từ thiểu này có nghĩa là giáp khôi, giáp việt thì là tuổi trẻ, đã hiểu biết nhiều, ít tuổi rồi, đã hiểu biết lễ nghĩa. Đấy, thì đây là một cách rất là hay nhá. Nếu giáp khôi, giáp việt thì nó còn hay hơn cả bộ Vũ Phủ cơ nhá, được chưa? Thì nó chỉ kém mỗi bộ Tử Phủ ở dần thôi. Nói chung là bộ Tử Phủ ở dần là bộ đẹp nhất của sao Thiên Phủ rồi, thế cho nên chúng ta không thể so sánh được, đúng không? Cung tài và cung phúc sẽ gặp bộ Vũ Tướng và bộ Tử Vi, cực tốt khi nếu mà Tử Vi cư Ngọ mà mệnh lập tại Tuất, nó thể hiện một cái sự bao trùm và một sự thế lực nào đó, có thể trở thành những cái nhà lãnh đạo cấp cao được. Nhưng mà nếu gặp tam không thì mất hết, tại vì Thiên Phủ tối kỵ tam không. Thì nếu mà gặp tam không, nó thể hiện sự bao bọc, nhất là sao Tuần không,
thì thường là thể hiện cái bị người khác che lấp, người khác bao phủ, rất khó tiến thân. Mà cái sao Liêm Trinh và sao Thiên Phủ bản thân là trong cái tính cách của người ta khá là cao ngạo, nên đứng ở dưới trướng một người nào đó người ta sẽ cảm thấy khó chịu. Thế cho nên là những người bộ Liêm Phủ mà gặp Tuần Không, nhất là sao Tuần Không thì không đẹp. Cung Phu Thê thì sẽ có Phá Quân ở trong Thế Hạm Địa. Thì chúng ta phải để ý cung mệnh của người ta là sẽ có sao Liêm Trinh. Sao Liêm Trinh có một hóa khí là Đào Hóa Sát. Thì thông thường với cung Phu Thê là sao Phá Quân hãm địa, thì trong chuyện tình cảm người ta sẽ có dễ mắc phải những cái kiểu có mới nơi cũ, vì bản thân Phá Quân nó là hao tinh nhá, thì hay có những thứ mà đứng núi này trông núi nọ, hay cái kiểu như vậy, sẽ có những cái tư duy tình cảm rất là phức tạp. Nếu mà gặp thêm các sao ái tình như Đào Hồng, Diêu Cái thì chuyện tình cảm rất là chuyên chuyên nếu mà nữ mệnh, thì các bạn phải chú ý cho tôi một chút. Tiếp đến là cung Điền Trạch. Cung Điền Trạch có sẽ có bộ Thiên Đồng, Cự Môn và Trốn Hãm. Nhưng may mắn là ở chỗ là Cự Môn và cung Điền thì là nó là thượng cách. Vì Cự Môn rất cần vào cung Điền, hình thái của nó sẽ trở thành một cái cửa rất là lớn nếu mà ở đất Lâm Quan hoặc ở đất đế đế vượng, hoặc là nhà sẽ gần nơi những cái nơi ồn ào náo nhiệt. Ngày xưa nhà ở những cái nơi ồn ào náo nhiệt này thì nó không tốt, nhưng với xã hội hiện tại thì những cái nơi đó là những cái nơi mà có giá trị cao. Vì ở tại những nơi ồn ào náo nhiệt thì thường là tập trung vào những nơi chợ búa, gần chợ, gần trường, gần bệnh viện, gần cơ quan đoàn thể, những nơi đường to ngõ rộng, ngõ thông nhau, thì những cái nơi như đấy là những nơi giá trị cao đó. Thế cho nên cung Điền này cũng được coi, tạm coi là tốt. Thường là phải sẽ phải kết hợp với thiên phủ của mệnh, tại vì thiên phủ nó thể hiện cái sự thừa hưởng. Nhưng thiên phủ của mệnh kết hợp với cung Điền Trạch của sao Cự Môn thì thường là sẽ được thừa hưởng nhà đất của cha mẹ nhá. Nhưng mà trong đời thường là sẽ cũng sẽ di chuyển chuyển đổi nhà cửa nhiều lần do đặc tính cơ động của bộ cơ cự đồng, và nó có sự thay đổi của sao thiên thiên đồng. Sao Cự Môn cũng không phải là một sao 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 tĩnh, mà nó là một sao động, nhưng tính chất của nó là động yếu. Thế cho nên là Cự Môn thiên đồng này rất rất sợ sát tinh, nhất là hoặc kỵ. Rồi cung Tật Ách có thiên cơ tốt ở tỵ còn hãm ở hợi, vì đặc tính hay lo nghĩ của bộ liêm phủ. Cho nên lại cung Tật Ách lại có sao thiên cơ thể hiện cho cái sự cơ trí suy nghĩ, thế nên thường là dễ các bệnh liên quan đến đầu óc hoặc là cơ xương khớp. Nếu mà tại vì cung Tật Ách nó ở tỵ hợi, cho nên nếu mà gặp mã thì dễ là bị những cái bệnh liên quan đến cơ xương khớp, đau tay, đau chân, mỏi gối đấy. Nếu mà gặp mã thì càng tốt, nhưng vì đặc tính của thiên cơ nó là hành mộc, thế nên chú ý cả thêm bệnh về gan nữa, các bạn phải chú ý một chút. Đây là những thứ sơ qua của bộ liêm phủ. Cung Thiên Di có sao Thất Sát hãm địa phải rất chú ý. Vì Thất Sát hãm địa thì việc đi ra ngoài, đi xa thì nó khá xấu, đi ra ngoài không được nhiều chuyện lành, là một trường hợp rất là không không tốt. Vì Cung Thiên Di nó sẽ nằm ở nơi thìn tuất đất La Võng, nếu mà cọc cách lưng xương đá vũ thì rất nguy hiểm. Tôi trích dẫn một số câu phú ở đây, tại vì câu có những câu phú là thìn tuất xương khúc đà linh, sát ra mệnh hạn để gieo mình trầm vong. Cái cung sát này là cái này là giống nhan hồi, gieo mình xuống nước. Đây cung sát sát này nó là thất thất sát vào hạn mà có thêm các bộ sao văn xương, văn khúc, đà la, linh tinh. Mà tại vì cung Thiên Di đã có sẵn thất sát rồi, nếu mà có thêm các phụ tinh này nữa thì cẩn thận để đi ra ngoài dễ là gặp những cái trường hợp éo le, những cái trường hợp mà mình không thể xử lý được, dễ có những cái tư duy mà mình muốn là thả trôi theo dòng đời rất vất vả. Hoặc là những cái câu là linh phùng sát phá hạn hành, văn xương sư cũng ra mình ngục chung. Thì ông Văn Xương này chính là cái ông trong cái chuyện, nếu mà các bạn đọc truyện Phong Phong Thần Bảng ấy, thì bạn sẽ thấy Văn Xương là bị trụ vương là nhốt vào ngục đó. Thì đây gọi là linh tinh nhá, mà lại đi cùng gặp cùng thất sát phá toái hoặc là bộ sát phá tham đi vào hạn, thì cũng rất là dễ là liên quan đến vấn đề gặp thêm ông Bạch Hổ nữa. Liêm Trinh Bạch Hổ thì hình ngục Nam Đào, hình ngục Nam Đào, thế cho nên là gặp cái đấy dễ dính đến những chuyện pháp luật, phải chú ý một chút. Cung Nô Bộc thì ở thế nhị hợp mệnh, tốt ở tuất, tốt khi mệnh ở tuất, không tốt khi mệnh ở thìn. Có bộ Thái Dương Thiên Luân Miếu Vượng thì thường kết hợp với bạn nam thì tốt hơn bạn nữ. Nhưng mà nếu mà các bạn như thế này thì vì có Thái Dương nên thường các bạn phải đẻ ban ngày thì nó mới tốt hẳn nhé. Bạn bè khác giới thì dễ vướng vào vòng tình ái, vì bản thân là cung mệnh có Liêm Trinh, những cái người người khác giới người ta rất là thích. Đấy, bạn bè thì rất là nhiều người giỏi giang thành đạt, vì tính chất của bộ Thái Dương Thiên Lương cũng hiền lành, ôn hòa, có người bạn thân tri âm tri kỷ là có. Cung Phụ Mẫu thường là sẽ có sao Thái Âm, Miếu Vượng tại Hợi rất là tốt. Cha mẹ sẽ có những cái ngoại hình rất là đẹp, giàu có, rất là chiều con. Thái Âm tại Hợi, Nguyệt Lãng Thiên Môn cực kỳ hay, đúng không? Đó.
Thì đây là tổng quát về một số những cái chính tinh và những cái thứ mà chúng ta cần phải chú ý về cái bộ bộ sao Liêm Trinh Thiên Phủ này. Thì bây giờ chúng ta sẽ tổng kết lại một chút. Bởi vì sự đồng cung tại đất Thiên La Địa Võng khiến cho năng lực nó khó phát huy, tại vì đất Thiên La Địa Võng là lưới trời lồng lồng đất, tất cả những cách cục liên đi vào đất 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 Thiên La Địa Võng này đều bị có một sự vất vả, thường là phải buông bỏ nhiều ước mơ, nhưng bù lại sẽ có nhiều kinh nghiệm trong đời đời sống. Bộ Liêm Trinh Thiên Phủ cũng là một bộ cách mơ nhiều, nghĩ nhiều, ước muốn cao xa, nhưng mà lại mơ nhiều được ít. Nhưng mà mơ nhiều thì người ta sẽ tìm hiểu nhiều thứ về giấc mơ đấy, thì người ta sẽ có nhiều cái kinh nghiệm, nhiều kiến kiến thức về mặt tổng quan là khá là tốt. Nếu mà chuyên về một nghề, có thể là nghề kỹ thuật thì sẽ có thành tựu cao hơn. Đi theo con đường chính trị hoặc thương mại rất khó khăn vì tính chất kìm kẹp của đất La Võng nó rất mạnh, thì cho nên đi theo con đường chính trị là khá là khó. Mà bản thân là đất La Võng thì những cái phụ tinh nó đi vào đấy, hai cái bộ thì ở Thìn Tuất thì những cái bộ phụ tinh tốt nó đi vào đấy nó rất ít, thế cho nên là nó cũng khá khó khăn nhá, nó chỉ được giáp cách là đẹp thôi đó. Biết sự chia sẻ và cảm thông, thường có trí thông minh vì hai sao Liêm Trinh Thiên Phủ đều là sao thông minh cả, có chịu khó học hỏi, đây là cái tính chất của sao Liêm Trinh nhá. Có năng lực tự lực cánh sinh và không phụ thuộc, đây cũng là tính chất của sao Liêm Trinh nhiều hơn. Sao Thiên Phủ thì thông thường là nó sẽ không có cái tính chất mà tự lực cánh sinh lắm đâu. Thiên Phủ thì thường là một sao tĩnh, có cái sự giúp giúp sức thì làm được, không thì khá khó. Đấy, biết tự kiềm chế những ham muốn cá nhân. Đó. Khuyết điểm của những cái người mà bộ Liêm Trinh Thiên Phủ này thì thông thường là thiếu khả năng sáng tạo. Đấy, cái thiếu khả năng sáng tạo này là cái đặc tính của sao Thiên Phủ này. Đúng chưa? Tâm hồn thì hay suy nghĩ do dự khi là việc đã đến rồi. Thường là khi do dự như vậy thì các bạn dễ vận dụng sở đoản thay vì sở trường của bản thân, làm cho cái khả năng phán đoán tình hình nó bị kém đi, dù trí dễ là mắc sai lầm, tính thì đa nghi, tại vì có câu mà Thìn Tuất phủ tướng cùng suy, tính hay chấp nhất đa nghi mọi người. Thế có nghĩa là nếu mà thiên phủ với thiên tướng mà vào cung Thìn Tuất thì thông thường mệnh cách này là sẽ đa nghi, nhất là nam mệnh, nên bộ Liêm Phủ này nó cũng không có cái trường hợp mà nằm ở bên ngoài, nó cũng thế thôi nhá. Tính cách là hay đa nghi mọi người, nói chung là người này là người ta hay nghi ngờ, người ta hay ngại, nhưng tôi mới bảo là thông thường là nên làm kỹ thuật thì tốt hơn, còn nếu mà làm kinh doanh, làm chính trị, tính hay đa nghi quá rất là khó là tiến thân nhá. Bộ Liêm Trinh Thiên Phủ thì kỵ gặp nhất là kỵ gặp sao tam, các sao tam không, bao gồm tuần không, địa không, thiên không và triệt không. Triệt không thì nó còn đỡ hơn, tại vì triệt không nó sẽ được bỏ theo thời gian nhá. Rất kỵ các trường hợp đồng cung với sao Thiên Phủ, làm cho sao này hoàn toàn mất tác dụng, không còn ý nghĩa nữa, mà đôi khi nó còn ngược lại mang ý nghĩa xấu. Thì đó, nói chung là cứ gặp Thiên Phủ thì các bạn cứ loại bỏ 3 sao tam không đi cho tôi, 4 sao đấy. 4 sao đấy gặp Thiên Phủ thì nó rất là xấu nhá. Rất kỵ gặp sao địa kiếp, để chủ lắm tai nạn hoặc là áp bức bị che lấp che phủ bởi các thế lực khác, nhất là cung Thiên Di có sao thất sát là gặp hãm địa, gặp thêm ông địa kiếp ở Thìn Tuất cũng hãm địa nữa thì cực kỳ xấu, vất vả lắm nhá. Hóa kỵ nhá, sao hóa kỵ làm cái tính chất trinh bạch của sao Liêm Trinh thì hoàn toàn mất tác dụng, tại vì Liêm Trinh nó có một hóa khí khác là đào hoa, nếu gặp hóa kỵ thì thông thường là sẽ dễ mắc vào vòng tình ái đấy. Đạo đức thì sẽ có vấn đề đây này, được chưa nhỉ? Thì cái này muốn hóa giải hóa kỵ sẽ cần phải có bộ Lưu Hà cộng Thanh Long, thực ra là cộng Thanh Long chứ không cần phải Lưu Hà đâu, Lưu Hà Thanh Long thì lại thành đẹp quá nhá. Nếu mà gặp thêm Thiên Hình thì dễ bị phi chạm hai chữ đạo đức, vì Liêm Trinh rất kỵ gặp Thiên Hình, Liêm Trinh Thiên Hình dễ đi tù nhá, liêm khiết can tội bao che. Nhưng các bạn nhớ, để hóa giải hóa kỵ thì cần Thanh Long, Thanh Long cũng là một sao hóa giải cực kỳ hay. Hóa khoa nữa, hóa khoa cũng được. Thiên Hình đây, Thiên Hình nếu mà đi cùng Thiên Hình thì dễ bị người khác làm hại, áp bức khắt khe. Thiên Phủ không hợp với ngôi sao Thiên Hình, bản thân Thiên Phủ thích tự do còn Thiên Hình nó lại gò bó, nên Thiên Phủ không cần Thiên Hình. Thiên Hình này muốn hóa giải thì cần phải gặp bộ ấn ấn tướng nhá. Ấn tướng thì để nó giáp thành cái bộ binh hình tướng ấn, có nghĩa là Thiên Hình bây giờ nó trở thành một cái quyền uy quyền lực, nếu đi thêm ông hóa quyền nữa thì cực kỳ đẹp. Nhưng mà nói chung là muốn hóa giải những cái sao sát tinh bại tinh thì các bạn cần phải đưa nó vào một bộ. Tôi có thể lấy ví dụ một chút. Nếu bạn nào ở đây biết chơi tú lơ khơ, các bạn có thể thấy là giả sử chúng ta đang chơi tiện bộ môn tiến lên, thì nếu mà ví dụ giả sử các bạn trên bài các bạn có một quân là quân 4, nó khá là xấu tại vì nó là mang giá trị nhỏ, nhưng nếu mà nó ghép được vào một bộ ví dụ 4 5 6 hoặc 3 4 5 thì nó lại thành một bộ đẹp, vì các bạn trở thành một bộ rồi chứ bây giờ nó không phải là một cây lẻ nữa. Đấy, hoặc là nó đã giáp thành một bộ 4 con 4, có thể là thành tứ quý thì nó lại cực kỳ hay. Đấy, ví dụ thế, các bạn cứ hiểu đơn giản, trong tử vi nó có những thứ mà chế hóa nhau chứ không phải cứ
cứ sát tinh thì đôi lúc sát tinh thì bản chất của nó là xấu đi, nhưng đôi lúc nó lại thành đẹp, tại vì vẫn cái lá số như vậy, sao nó vẫn như vậy, tại sao lại có những người rất là tốt, người rất là xấu đấy, có thể là người ta ghép được thành những cái bộ, người ta sử dụng được những cái sao sát tinh vào thành những cái bộ nó thành lại đẹp luôn đó, ví dụ như thế nhá. Nó kỵ gặp sao tang môn vì tang môn đồng cung dễ gặp những chuyện oan ức bất lợi nhá, nhất là lại còn gặp đường phù nữa, tang môn đường phù thì ra ngoài toàn làm ơn mắc oán thôi đấy. Sao bạch hổ với tôi vừa nói rồi, hình ngục nan đào, liêm trinh rất kỵ sao này, nếu mà bạch hổ gặp đường phù dễ đi tù, mà tù bằng cách bất ngờ, lại còn gặp thêm ông thiên hình nữa thì ngoài việc đi tù lại còn bị đánh nữa cơ. Đấy, thiên khốc, sao thiên khốc nó cũng không là phải là một sao tốt nhá, dễ gặp oan sai, dễ gặp những thứ nó không đẹp. Đào hoa, sao đào hoa này, đào hoa ấy thì gặp ở cung quan thôi chứ đừng ở cung mệnh, vì cung mệnh nó có liêm trinh rồi, liêm trinh là đào hoa, thêm đào hoa nữa thì thông thường là ra ngoài thì các chị em các người khác giới người ta quấn quýt nhiều quá, thì thường là mà cung phu thê lại có ông phá quân hãm địa, nên thông thường là sẽ mang cái sự mà hạnh phúc gia đình nó hơi bị rối rối ren, nếu mà gặp thêm ông địa kiếp nữa thì dễ là nhiều đời vợ chồng nhá. Cái cách liêm phủ này về mặt hạnh phúc gia đình đã không suôn sẻ rồi, vì nó đã có ông phá quân nó đóng vào cung phu thê rồi, thế cho nên phải chú ý một chút, nó không cần thêm nhiều những cái sao ái tình nữa. Nhưng cái đào hoa này nó rơi vào cung quan này, nó trở thành cái cách đã, tam minh đào hồng hỷ mà ở cung quan ấy, nó trở thành cách mà cung quan có tử vi nữa thì hoặc là bộ vũ tướng, thì thông thường là đào hoa rơi cung quan cung tài hoặc là cung điền thì để nó làm tốt lên cái công danh sự nghiệp tiền tài nhà nhà đất, chứ nó không cần rơi vào cung mệnh đó. Kình dương thì là đa chiêu hình trượng nan đảo, kình dương mà lại thêm bạch hổ nữa chắc chắn là bị ăn đánh nhá, vì tại đây có bộ liêm trinh, liêm tướng gặp kình dương dễ là ăn chơi mang họa vào thân, bản thân là đào hoa sát nhá, lợi cho kinh doanh buôn bán thôi, nhưng mà buôn bán lớn trong kinh doanh thì cái cung điền nó phải đẹp cơ, tại vì nó phải hình thành một cái bộ cách nào đấy, nhưng mà cái bộ kình dương này cũng rất là phải để ý nhá. Nó còn kỵ gặp cả đà la nữa, các bạn phải chú ý một chút, đà la song hao, song hao ở ở bộ thìn tuất này thì không phải lo, không 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 phải lo, nhưng mà ở trong thìn tuất này có một cái sao là sao tự nhiên tôi lại quên, thế là nó thành một cái bộ cách cái gì nhỉ, tự nhiên lại quên mất cái câu phú của cụ Lê Quý Đôn, lâu lắm rồi không không ấy, thôi để bao giờ có dịp thì tôi sẽ hướng dẫn lại các bạn một chút. Nhưng nói chung đây là tất cả những thứ mà chúng ta cần, gọi là để đến 80% những thứ mà cần về cái bộ cách liêm trinh thiên phủ này này rồi đấy, thì các bạn sẽ thấy là mỗi một bộ sao kép tôi tổng hợp được nó phải rơi vào tầm 4 trang A4, thì đây là một cái kiến thức tổng hợp chứ nó không nằm riêng trong một cái sách vở nào cả, vừa là kiến thức tổng hợp vừa là cái kiến thức mà tự tôi đúc kết ra được, đi học tập được ở trong chiêm nghiệm là những lá số của những người đến xem hoặc là trong bản thân trong gia đình họ hàng anh chị em bạn bè đó. Thì có vấn đề gì thì các bạn cứ trao đổi với tôi, và bài học hôm nay đến đây là hết. Thì hy vọng với bài này thì các bạn có thể hiểu thêm, kỹ thêm về bộ sao Liêm Trinh và sao Thiên Phủ. Rồi, xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Nếu các bạn thấy hay hãy like, share và subscribe kênh cho tôi nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.